các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất, kênh thông tin chuyên review và so sánh giá tất cả các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam hiện nay. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một chiếc máy làm mì tươi rất là tiện gọn luôn nha các bạn. Với sản phẩm này các bạn mua về các bạn tha hồ chế biến những cái sợi mì như ý mình muốn. Dòng sản phẩm này cực kỳ tiện ích và được khá nhiều bạn tìm mua. Đây là một shop bán hàng trên Shopee, các bạn có thể tham khảo qua một số hình ảnh của sản phẩm nha. Đó, sợi mì làm ra nhìn rất là tươi ngon ha. Rồi, đặc biệt là với thiết kế 7 khuôn luôn nên các bạn có thể tha hồ tạo ra những cái khuôn mì theo cái sợi mà lớn nhỏ tất cả các size đều có ha. Ngoài ra thì những cái khuôn như là khuôn làm nuôi nè, khuôn làm nhỏ như sợi bún cũng có nữa. Các bạn có thể tha hồ nấu nướng, tạo hình thoải mái với cái dụng cụ làm mì tươi này, nó rất là thích luôn nha các bạn. Đây, sản phẩm thực tế nè, các bạn có thể thấy ha, nhìn rất là đẹp. Mình giới thiệu với các bạn, đây là một shop trên Shopee bán dòng sản phẩm này được đánh giá 5 sao nha. Giá của sản phẩm là 1.950.000 một chiếc máy làm mì tươi như thế này, cực kỳ tiện ích nha các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng, hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nè, đánh giá 5 sao, sản phẩm dễ sử dụng, bạn bán hàng hỗ trợ rất nhiệt tình. Hình chụp thực tế gửi về luôn nè các bạn. Đó, bạn này làm rất là nhiều cái dạng mì ha, đây là dạng hoành thánh nè. Đây mì nè, máy chắc chắn, đóng gói cẩn thận, giao hàng cực nhanh. Mình đặt chiều hôm trước, hôm sau đã có hàng rồi, đang định mua thêm chiếc nữa. Đây, hình chụp chiếc máy hơi tối nha các bạn. Đây là đánh giá 5 sao kèm với hình chụp thực tế nè. Sợi mì trứng làm ra nhìn rất là ngon luôn á. Đã nhận được hàng và làm thử ra kết quả luôn, máy chắc chắn lắm, nói chung là ưng ý mình. Đây, hình thực tế luôn nha các bạn. Sở dĩ mình làm video chia sẻ cho các bạn dòng sản phẩm này bởi vì có rất là nhiều bạn hỏi về cái chiếc máy mà làm mì tươi này. Các bạn muốn làm ra những cái sợi mì tươi ngon theo ý của mình, hoặc là tạo ra những cái sợi mì với những cái màu sắc tự nhiên, làm từ rau củ vân vân, và muốn đảm bảo được sức khỏe cho cả nhà hơn, thì chúng ta nên tự làm ra những sản phẩm mì bún như thế này thì nó sẽ rất là an toàn và nó rất là đẹp nữa, và các bạn ăn sẽ ngon miệng hơn rất là nhiều. Đây là một shop bán hàng uy tín trên Shopee, các bạn có mua hàng thì hãy an tâm về chất lượng sản phẩm các bạn nhé. Mình đã sàng lọc khá kỹ trên khá nhiều shop trên các sàn thương mại điện tử rồi. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.